Tối qua, lễ khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen đã chính thức diễn ra tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương. Ban tổ chức đã mang tới cho người hâm mộ và 7 đội bóng tham dự những bất ngờ trong buổi lễ khai mạc bằng những màn trình diễn âm thanh ánh sáng ấn tượng. Lễ khai mạc VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 mở ra những ngày tranh tài hấp dẫn của 7 đội bóng tham dự. Dưới sự cổ vũ của gần 3.000 khán giả tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có trận đấu ra quân thuận lợi bằng việc giành chiến thắng thuyết phục trước đội Đại học Bắc Kinh với kết quả 3-0. Tỷ số các set lần lượt là 25-21, 25-18 và 25-17. Ngày 11 tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ sẽ có trận đấu thứ hai gặp Suwon của Hàn Quốc.